Trước phải học hết các đạo trên, rồi sau mới dùng đạo của mình nhập vào chánh tánh ly sanh của thừa mình, cho đến chưa được viên mãn đạo quả, chưa thể chứng quả rốt ráo của thừa mình. Các đại Bồ Tát cũng lại như vậy, trước phải học đầy đủ tất cả đạo rồi, sau mới dùng đạo Bồ Tát nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, cho đến chưa phát sanh định dụ như kim cương, thì vẫn chưa chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu phát sanh định trên trong một sát na tương ưng với diệu tọa thì mới có thể chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát vì muốn viên mãn trí nhất thiết trí, trước hết phải học đầy đủ tất cả đạo, sau mới dùng đạo Bồ Tát nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Nếu như vậy, có phải đệ bát hướng, dự lưu hướng, nhất lai hướng, bất hoàn hướng, A-la-hán hướng, độc giác hướng, như lai hướng, các đạo ấy đều khác nhau? Nếu các đạo đều khác nhau như vậy, thì làm sao đại Bồ Tát vì muốn viên mãn trí nhất thiết trí, trước hết phải học đầy đủ tất cả đạo, sau đó mới dùng đạo của mình để nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát? Nghĩa là các đại Bồ Tát khi phát sanh đệ bát đạo phải thành tựu đệ bát, khi phát sanh cụ kiến đạo phải thành tựu dự lưu, khi phát sanh đạo tiến tu phải thành tựu nhất lai bất hoàn, khi phát sanh đạo vô học phải thành tựu a la hán, khi phát sanh đạo độc giác phải thành tựu độc giác. Bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát thành tựu đệ bát rồi mới có thể nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, thì nhất định không có sự việc ấy. Nếu chẳng nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát mà chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì cũng không có sự việc ấy. Bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát thành tựu quả dự lưu cho đến độc giác, nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát mà chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì không có sự việc ấy. Hoặc là chẳng nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề cũng không có sự việc ấy. Như vậy làm sao con biết rõ các đại Bồ Tát vì muốn viên mãn trí nhất thiết trí đối với tất cả đạo, trước học đầy đủ rồi sau mới nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát mà không trái lý? Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Nếu đại Bồ Tát thành tựu đại bát rồi, nói rộng cho đến thành tựu độc giác rồi, mới thể nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, thì nhất định không có lý ấy. Như nếu đại Bồ Tát chẳng nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát mà chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì càng không có lý ấy. Còn nếu các đại Bồ Tát đối với tất cả đạo trước học đầy đủ rồi sau mới thể nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát thì không trái lý. Nghĩa là các đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm dõng mãnh, tinh tấn tu hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, dùng trí kiến thủ thắng vượt qua tám địa, đó là tịnh quán địa cho đến độc giác địa. Mặc dù nói rằng đối với tám địa như vậy, đều đã tu học đầy đủ, có thể dùng thắng trí để vượt qua, đem trí đạo tướng nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Khi đã nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát rồi, lần lần dùng trí nhất thiết tướng đoạn trừ vĩnh viễn tập khí tương tục, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện nên biết sự học về đệ bát hoặc trí hoặc đoạn cho đến độc giác hoặc trí hoặc đoạn đều là nhẫn của đại Bồ Tát. Như vậy này thiện hiện, các đại Bồ Tát trước phải học đầy đủ tất cả đạo sau mới dùng đạo của mình để nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Lần lần tu hành các hạnh Bồ Tát chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, đem quả vị đó làm lợi ích cho tất cả loài hữu tình. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như lời Ngài nói, các đại Bồ Tát phải học đầy đủ tất cả tướng của đạo như đạo Thanh Văn, đạo Độc Giác, đạo Bồ Tát, đạo Chư Phật, biết tất cả trùng tướng của các đạo, gọi là trí đạo tướng. Vậy các đại Bồ Tát làm thế nào để phát sanh đạo của trí đạo tướng? Phật dạy: Này thiện hiện, các đại Bồ Tát nên phát sanh tất cả trí đạo tướng thanh tịnh. Sao gọi là đại Bồ Tát nên phát sanh tất cả trí đạo tướng thanh tịnh? Nghĩa là các tướng trạng của hành có khả năng hiển lộ phát sanh trí đạo tướng thanh tịnh. Các đại Bồ Tát đối với các tướng trạng của hành như vậy mà hiện chánh đẳng giác. Hiện đẳng giác rồi, như thật vì mọi người tuyên thuyết trì bày, thiết lập xây dựng.
làm cho các loài hữu tình hiểu rõ đúng đắn, tùy theo khả năng của mình đạt được sự lợi ích an vui. Đại Bồ Tát này đối với tất cả âm thanh ngôn ngữ đều thông suốt một cách khéo léo. Dùng âm thanh ngôn ngữ khéo léo này tuyên thuyết chánh pháp cho các loài hữu tình khắp trong tam thiên đại thiên thế giới, làm cho họ biết rằng sự nghe đó đều như tiếng vang ở trong hang núi, tuy có hiểu rõ nhưng không chấp trước. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát do sự việc này nên được viên mãn trí đạo tướng chân chánh, đã học trí đạo tướng viên mãn rồi, biết rõ tất cả tùy miên, ý ưa muốn các thứ khác nhau của hữu tình, làm lợi ích an lạc tùy theo sở thích của họ. Nghĩa là các đại Bồ Tát biết như thật tùy miên, ý ưa muốn, và cũng biết nhân quả ấy của các hữu tình nơi địa ngục, biết rồi dùng phương tiện ngăn chặn con đường đưa đến cảnh giới ấy. Cũng biết như thật tùy miên, ý ưa muốn và nhân quả của bàng sanh, ngạ quỷ, các loài rồng, dược xoa, atula, vân vân, biết rồi dùng phương tiện ngăn chặn con đường đưa đến cảnh giới ấy. Cũng biết như thật tùy miên, ý ưa muốn của loài người, trời dục giới cho đến phi tưởng, phi tưởng xứ, biết rồi dùng phương tiện ngăn chặn con đường đưa đến cảnh giới ấy. Cũng biết như thật bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo và nhân quả ấy. Cũng biết như thật bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc và nhân quả ấy. Cũng biết như thật pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện và nhân quả ấy. Cũng biết như thật tám giải thoát cho đến mười biến xứ và nhân quả ấy. Cũng biết như thật thánh đế khổ tập diệt đạo và nhân quả ấy. Cũng biết như thật sáu pháp ba la mật đa và nhân quả ấy. Cũng biết như thật pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không và nhân quả ấy. Cũng biết như thật chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì và nhân quả ấy. Cũng biết như thật tịnh quán địa cho đến Như Lai địa và nhân quả ấy. Cũng biết như thật cực hỷ địa cho đến pháp vân địa và nhân quả ấy. Cũng biết như thật pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa và nhân quả ấy. Cũng biết như thật năm loại mắt, sáu phép thần thông và nhân quả ấy. Cũng biết như thật mười lực Như Lai cho đến mười tám pháp Phật bất cộng và nhân quả ấy. Cũng biết như thật đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả và nhân quả ấy. Cũng biết như thật pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả và nhân quả ấy. Cũng biết như thật trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và nhân quả ấy. Cũng biết như thật thanh văn, độc giác, Bồ Tát, Như Lai và nhân quả ấy. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát đã biết như thật các đạo thanh văn vân vân và nhân quả ấy rồi, tùy chỗ thích ứng, đem các đạo ấy an trụ chúng sanh nơi đạo ba thừa, làm cho họ siêng năng tinh tấn tu học được rốt ráo. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát nên phát sanh trí đạo tướng chân chánh như vậy. Nếu đại Bồ Tát tu học trí đạo tướng chân chánh như vậy rồi, thì đối với các giới tánh tùy miên, ý ưa muốn của hữu tình đều khéo ngộ nhập. Đã ngộ nhập rồi, Bồ Tát tùy theo chỗ thích ứng nói pháp, làm cho họ chứng được quả báo thù thắng mà họ mong cầu, không để uổng phí. Vì sao? Vì đại Bồ Tát này khéo biết các căn hơn kém của hữu tình, như thật thông suốt tất cả tâm và tâm sở, chỗ hướng đến khác nhau, các thứ luân hồi sanh tử, mà vì họ thuyết pháp không để uổng phí. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát nên tu hành đạo Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế. Vì sao? Vì tất cả pháp phần Bồ Đề mà tất cả thanh văn độc giác Bồ Tát đã học đều tóm thâu vào Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này. Tất cả thanh văn độc giác Bồ Tát ngay trong pháp này siêng năng tu học đều được viên mãn. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp phần Bồ Đề và các Bồ Đề khác, tất cả pháp như vậy đều chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, vô sắc, vô kiến, vô đối, nhất tướng, gọi đó là vô tướng, thì vì sao pháp phần Bồ Đề như vậy có thể nhận lấy Bồ Đề đều chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng với vô sắc, vô kiến, vô đối, nhất tướng, gọi là pháp vô tướng? Có thể đối với các pháp khác có lấy có bỏ, ví như hư không đối với tất cả pháp không lấy không bỏ vì tự tánh không, các pháp cũng vậy, tự tánh đều không, chẳng đối với các pháp có lấy có bỏ. Làm sao nói được pháp phần Bồ Đề có khả năng nhận lấy Bồ Đề? Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, vì tự tánh của tất cả pháp đều không, không lấy không bỏ, nhưng các hữu tình đối với nghĩa tự tánh của tất cả pháp đều không chẳng thể hiểu rõ được. Vì sự lợi ích kia nên các đại Bồ Tát phương tiện tuyên thuyết pháp phần Bồ Đề có thể nhận lấy Bồ Đề. Lại nữa, này thiện hiện,
Nếu các sắc quẩn cho đến thức quẩn, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí, ngay trong thánh pháp tỷ nại gia này, đều chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, vô sắc, vô kiến, vô đối, nhất tướng, gọi là vô tướng, thì việc Đức Phật vì lợi ích...